Hello everybody, welcome back to our short lesson. ថ្ងៃ នេះ យើង សិក្សា អំពី របៀប ប្រើប្រាស់ succeed, success, successful ហើយនិង successfully មក ជជែក ទាំងអស់ គ្នា ដើម្បី ឲ្យ បាន ត្រឹមត្រូវ ពាក្យ ទី 1 គឺ succeed. Succeed ថា ពាក្យ which verb hãy prai thả chục cháy, miễn chục cháy, tụ tụ bàn chục cháy, rưu có xâm rách bầm nông. Chúng tôi xác xích cư nâng khẳng cao ai nâng khuyến cả một bọt, nâng bê là dùng pra chi pra dục. Hãy chúng tôi xác xích mùi tiết cư dùng ai pra chi mùi nâng preposition at, hãy pra chi mùi nâng something dâng, xác xích pra at something. Mùi tiết cư xác xích dùng ai pra chi in something, rồi gọi doing something. Ok, chẳng khiêm nông miên ưu tư hô nâng cọm. Ưu tư hô, we succeed. We succeed. Chẳng bà thay dương tụ tụ bàn chục chảy. Rồi gọi dương tụ tụ bàn chục chảy. Rồi gọi dương xâm rách bùm nòn. Ok, chẳng succeed trong này cứ no object. Cứ vì ọt miên object tê. Chúng tôi tiết cứ dừng ai prata who will succeed? Who will succeed? Who will succeed? Ta nô nà nâng tụ tụ bàn chục cháy. Who will succeed? Mùi tiết cứ bopha succeed in her business. Bopha succeed in her business. Chẳng bà thả bộ phá tụ tụ bàn chục cháy khăn nông chùm nuôn. Bộ phá tụ tụ bàn chục cháy khăn nông chùm nuôn. Dân in business, in her business. Nè, in something. Sắc xích bà chùm nuôn in something. Xóm nàng succeeds at his job. So, his boss promotes him. Dân xâm nán succeed at his job, so his boss promote him. Xâm nán tụ tụ bàn chục cháy khăn nông ca nghĩa. Được chứ nè, cho vai rồi bỏ kết. Rồi còn cho vai rồi bỏ kết. Cứ đồng láng thân nạ rồi bỏ kết. Vẫn tỏ tiết. Dân cho tụ đó success. Success mà đoàn success. Bên tay thân nạ bị viết chỉ nào anh Vinh. Chỉ nào anh. Hãy bà thả chục cháy cá tụ tụ bàn chục cháy, cá xâm rạch bằng nón, rồi có xâm mắt tập hồ. Nhưng ai pra success trạng bị chỉ nón đôi mình have nơi bị mốc. Rồi có have nơi bị mốc hơi, nhưng ai mình chỉ in something, rồi có doing something. Ủa thì hó, we, he work so hard. He works so hard. So I believe that he will have success. Quát khất khom prang prang phơ ca ná. Đôi chân này khá nhóm chú chịa thà. Quát nâng chục chì. Ok. He works so hard. So I believe that he will have success. Mùi tiết cứ Jack had success in his job. Nâng bây giờ dừng pra chịa tay tạc cá. Cứ dừng pra had. Nếu bây giờ have, plop đô tới chia hẹt. Chẳng chạc tụ tụ bàn chục cháy khăn nông ca nghìa. Rồi có chạc xâm rách bầm nón nơi khăn nông ca nghìa rồi bỏ cực. Rồi có chạc tụ tụ bàn nơi xâm mật tập hóa nơi khăn nông ca nghìa rồi bỏ cực. We have success in buying a new house. We have success in buying a new house. Chẳng phải thả dương tụ tụ bàn chục cháy khăn nông cá tinh tiệt thầm mây. We have success in buying a new house. Rồi có dương ai phải thả dương nâng tụ tụ bàn rồi có dương nâng xùm rách bán nơi cá tinh tiệt thầm mây mùi. Ok. His success changes his life.
His success changes his life. Cái chúc chơi rồi bỏ kết, phát đầu chi vật rồi bỏ kết. Cái chúc chơi rồi bỏ kết, cứ trở bàn phát đầu chi vật rồi bỏ kết. Mùi tiết cứ successful. Successful, trạp biệt với chữ adjective. Hãy bà thật đai miên chúc chơi, đai tụ bàn chúc chơi, rồi có đai xâm rạch bàn. Be successful. Be successful. Chẳng như trời phải be mình tập nơi bị mục successful. Rồi có be nếu như ai bằng bài chị em is out of time sắp xịt mùi mùi. Hãy phải successful. Ủa thì hó. He works so hard, so I believe that he will be successful. He works so hard, so I believe that he will be successful. Quát prang prang phơ ca ná. Đức nét khí nhóm chư chị thá. Quát nâng tụ tụ bán chục chơi. Ok. Quát khóm prang prang phơ ca ná. Đức nét khí nhóm chư chị thá. Quát nâng tụ tụ bán chục chơi. Rồi quát nâng tụ tụ bán Smartphone chư mình khán. Jack was, Jack was successful in his job. Chúng ta phải dùng phần phần Jack, Jack, subject Jack. Chỉ dùng ai chung nô tha, chung nô đòi he. Chúng ta phải dùng phần was. Bởi xin chỉ dùng phần I, dùng ai phần phần am. I am successful in my job chẳng lẽ. Jack ban xâm ra chúc cháy khăn nông càng nghỉ. Ok. Jack ban xâm ra chúc cháy khăn nông càng nghỉ. Càng nghỉ là bỏ kết á. We are successful in buying a new house. Chúng vi dùng phải chung mùi à. Chúng vi are successful in buying a new house. Chúng dương tụ bàn chúc cháy khăn nông ca tinh bà tiết thamay mùi. He is successful person. He is successful person. Quát cư chư mần nú chốc chơi mần nè. He is successful person. Quát cư chư mần nú chốc chơi mần nè. Ok, mần tỏ tiết. Chúng bùa successfully. Thật bị vị trí adverb. Successfully. Thật bị vị trí adverb. Hai bài thật bọc góp đó chốc chơi. Bọc góp đó chốc chơi. Chúng verb. Dương ai pra successfully chứ mùi nâng verb plus chứ mùi nâng successfully. Hai mùi tiết cứ successfully plus chứ mùi nâng verb. Vì vậy dương ai ta lọc khả nịa bán á. Bần tái viên miệng đòi bì dục. Mùi tiết cứ sentence plus chứ mùi nâng successfully. Sentence plus chứ mùi nâng successfully. Ủa thì hó. I successfully completed my training. I successfully completed my training. Chúng ta nhóm bạn mình chấp cao vật hạt rồi bọc nhóm đòi chúc chị. Rồi gặp bọc cóp đòi chúc chị. Okay. I successfully completed my training. Mùi tiết cứ he solved the problems successfully. He solved the problems successfully. Quát đo sài bánh hà nền nế prokop đo chốc chì. He solved the problems successfully. Jack did his job successfully. Jack did his job successfully. Chẳng bà thả. Jack bàn phơ ca nghe rồi bỏ kết prokop đó chụp chạy. Chẳng khẳng lời này Jack did his job nên chỉ sân thân mũi hay phát cho mũi nâng successfully. He solved the problems successfully. Chẳng khẳng này chỉ sân thân mũi phát cho mũi nâng successfully. Your mail has been sent successfully.
your mail has been sent successfully. Chúng ta thấy sự bất rộp bọn này bạn phía nhà bất cọp đó chụp chạy. Chúng ta phải để dùng phía nhà này sự bất hại. Dùng này thật tố bạn chụp chạy. Okay. Thank you for watching this video. Please subscribe to get more video. Thank you.